Ủy ban châu Âu vừa đề nghị các nước trong khu vực Liên minh châu Âu EU nên đưa ra mức lương tối thiểu cho công nhân và thu nhập tối thiểu cho những người thất nghiệp nhằm chống lại vấn đề bất bình đẳng đang gia tăng tại khu vực này. Theo Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết, nếu Liên minh châu Âu EU muốn thực hiện một cuộc cải cách toàn diện, Liên minh phải bắt đầu với việc cải cách chính sách xã hội, giải quyết vấn đề bất bình đẳng trong lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là trong khối 10 quốc gia đang sử dụng đồng tiền chung euro. Tôi nghĩ chúng ta nên đưa ra một mức lương tối thiểu ở tất cả các nước, ở tất cả các nơi tại châu Âu, bắt đầu từ 19 quốc gia sử dụng đồng tiền chung euro. Bất kỳ kiểu công việc nào đều xứng đáng có một mức lương. Và dù công việc là gì, chúng ta vẫn nên có một mức lương tối thiểu tại một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Tuy mức lương tối thiểu không như nhau tại tất cả các nước, song việc đặt ra mức lương tối thiểu là điều cực kỳ quan trọng. Cũng theo số liệu thống kê từ Ủy ban châu Âu, 22 trong tổng số 28 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đã đề ra được mức lương tối thiểu cho mỗi nước. Trên thực tế, mức sống rất khác nhau giữa các quốc gia tại Liên minh châu Âu, đặc biệt các nước ở khu vực phía Nam châu Âu có tỷ lệ thất nghiệp tương đối cao trong thời điểm hiện tại. Vì thế, ông Jean-Claude Juncker cho biết, nếu tất cả các công ty đều đặt ra được mức lương tối thiểu chung cho công nhân tại tất cả các công ty đó, thì tình trạng sử dụng lao động với giá rẻ mạt trong xã hội cũng sẽ chấm dứt. Bởi lẽ, đối tượng chính thường được trả giá lao động rẻ thường là những người nhập cư, tị nạn, hoặc đôi khi họ sẽ rời cơ sở sản xuất tới những vùng có giá lao động cực thấp, chẳng hạn như Bangladesh. Ủy ban châu Âu sẽ hoàn thiện bản đề án về việc cải cách trong Liên minh châu Âu trước khi hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu diễn ra tại Rome, Ý vào ngày 25 tháng 3.